โอ้แซ่ไอทึกเกยจังเลยหลงไว้อยู่ตาโอเคcác bạn ơi hôm nay khách mời của chúng ta là Lê Dư Bảo Lâm có em rất là thích bản thân bao nhiêu lần em thỏa thân ngoài kia rồi em là em tập tạ vô nhiều khi em cũng thỏa thân luôn em có cảm giác đã lắm giống như là nghĩ là làm chuyến cá đó điều ngọt ngào nhất mà vợ bạn từng cho bạn là gì à nghe chưa ý nghĩa quá trời vâng một chảo tay cho bạn suy nghĩ câu này à vui không vui anh vợ em coi nó vui nó biết để nó xạo rồi đó chủ yếu là khúc đó đó nghĩ nè và tất cả mọi người sẽ ủng hộ kênh của anh Vinh cũng như là ủng hộ chương trình OK Lên Xe tối thứ năm hàng tuần trên kênh Trương Thế Vinh Official trên kênh OK Lên Xe OK trên kênh OK Lên Xe của anh Trương Thế Vinh nha nhớ ủng hộ cho mọi người nha tập sắp tới có em rồi đó mắc cười lắm